Salon ô tô Hưng Oanh xin kính chào toàn thể bà con, cô bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Các bạn đang theo dõi video trực tiếp của Salon ô tô Hưng Oanh có địa chỉ nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Và hôm nay thì mình lên sóng muộn hơn mọi khi các bạn nhé. Hôm nay mình lên sóng muộn hơn tại vì là hôm nay có một sự kiện rất là đặc biệt. Bởi vì có một khách hàng là anh Phạm Văn Hằng ở mãi Bắc Mê, Hà Giang, xuống vượt gần 500 cây số và xuống mua chiếc xe Fortuner 2011 của nhà mình các bạn nhé. Đến tận bây giờ thì khách hàng mới đưa khách hàng đi ăn cơm về xong và bây giờ mới đang làm thủ tục để giao xe các bạn nhé. Đây là anh khách hàng ở tận Bắc Mê, Hà Giang. Cho bác mượn cái quyển sách của bác vào xong ấy. Ở ngoài kia hết xong rồi đúng không? Phát gì chị? Phát rồi. Đó, chị đang phát rồi. Cũng đang phát rồi. Em viết giấy xong rồi anh. Anh gọi anh viết toàn. Vâng. Rất là cảm động trước sự tin tưởng của khách hàng Phạm Văn Hằng vượt gần 500 km để xuống với ô tô Hưng Oanh. Trân trọng cảm ơn khách hàng Phạm Văn Hằng nhé. Thị trấn gì nhỉ? Thị trấn Bắc Mê. Thị trấn Bắc Mê, thị trấn Yên gì? Yên Phú, thị trấn Yên Phú. Bắc Mê của Hà Giang đã tin tưởng ô tô Hưng Oanh ạ. Trân trọng cảm ơn em nhé. Cảm ơn em và gia đình đã tin tưởng ô tô Hưng Oanh vượt gần 500 cây số. Vâng. Nguyễn Mạnh Đảng ở đây nhá, em khách hàng của Hà Giang, cảm ơn thầy giáo Nguyễn Mạnh Đảng nhá. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Đảng chịu khó chia sẻ video lên Hà Giang để cho nhà mình bán được xe về Hà Giang nhá. Đến bây giờ thì mới làm thủ tục xong và khách hàng mới chuẩn bị nhận xe. Đúng rồi, xã Yên Phú, Bắc Mê đúng rồi. Thị trấn Yên Phú, ở thế ở trong chứng minh thư của em đề là thị trấn Yên Phú ở Bắc Mê, Hà Giang. Xin chào bạn Trịnh Thủy. Rất là cảm động trước sự tin tưởng của khách hàng vượt 500 cây số để xuống với ô tô của anh các bạn nhé. Xin chào bạn Thành Hạnh và cảm ơn bạn. Xin chào bạn Nguyễn Sơn. Chiếc xe Fortuner máy dầu 2011 thì hôm nay đã được tìm được chủ ở mãi Hà Giang rồi các bạn nhé. Em mới đến đây từ lúc chiều và sau đó thì sau khi xem xe xong thì nhà mình mời em mới đi ăn cơm và đến bây giờ thì mới về để làm thủ tục nhận xe. Đúng rồi, Nguyễn Song ơi, hôm nào đi Hà Giang lên nhà thầy giáo Đảng đi. Em khách hàng cũng đang mời là hôm nào lên Hà Giang thì em mới sẽ mời vào nhà chơi. Thầy giáo Đảng tiếp tục chia sẻ video cho nhà mình nhá. Các bạn hãy tiếp tục chia sẻ bài viết, chia sẻ thông tin, quảng cáo và giới thiệu đến mọi người. Hôm nay thì nhà mình rất là cảm động trước sự tin tưởng của một em khách hàng. Đúng thực sự là quá tin tưởng nên là em mới đã vượt gần 500 cây số để xuống với ô tô Hưng Oanh các bạn nhé. Hiện tại thì nhà mình cũng đang còn Fortuner nhưng mà hôm nay thì cũng vãn vãn xe đây rồi các bạn ạ. Chiếc xe này là 2009 này. Máy dầu một cầu số sàn này. Biển Hải Phòng và gốc Hà Nội. Xin chào Nguyễn Tất Tú. 465 triệu các bạn nhé. Hôm nay cũng vãn vãn xe đây rồi. Mấy hôm nay nhà mình cũng bán được nhiều xe máy dầu mà chưa mua được kịp về để nối tiếp những chiếc xe ở trong cửa hàng. Còn đây là chiếc xe số tự động máy dầu nha các bạn nhé, 2009 nhập khẩu Thái Lan, 560 triệu. Và bạn nào mà yêu mến chiếc xe nào thì hãy nhanh tay liên lạc. Nếu mình chưa đến được thì có thể nhận đặt cọc thì nhà mình sẽ để lại cho các bạn. Còn nếu mà các bạn không nhanh thì người khác mua mất đấy ạ. Đây là chiếc xe Fortuner máy dầu 2010 các bạn nhé, màu đen. Và giá chào bán là 505 triệu. Nhà mình hôm nay còn 2009, 2010
2011 thì hôm nay đã bán cho khách hàng ở Hà Giang rồi các bạn nhé. Còn chiếc này thì đời 2008 nhưng mà đăng ký lần đầu 2009. Và chiếc này rất đặc biệt bởi vì là bản nhập khẩu Thái Lan, máy dầu số tự động, mặc dù đời thấp nhưng mà đã có số tự động rồi và tất cả mọi người đều nói là rất hiếm khi gặp chiếc xe này các bạn nhé. Chiếc xe màu vàng cát này này, sản xuất 2008 và đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2009. Máy dầu, một cầu, số tự động, màu vàng cát. Chiếc xe này thì đang hồ sơ đang ra, đã vào tên nhà mình và hồ sơ đang ra rồi các bạn nhé. Xin chào em Nguyễn Trí, cảm ơn em. Xin chào bạn Nguyễn Toàn Đức. À, tiếp theo chiếc xe này là Fortuner số tự động 2019 này. Nguyễn Mạnh Đảng đang mời các bạn lên chơi rồi nha. Nguyễn Song chuẩn bị tinh thần. Cảm ơn em Trần Phong nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Fortuner 2019 số tự động màu cà phê các bạn nhé. Giá chào bán là 985 triệu. Xin chào Hồng Tám, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi video trực tiếp từ Salon ô tô Hương Oanh. Còn đây là Vios G 2019. Hôm nay Vios G nhà mình đang có một đôi, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Xin chào anh Hữu Tân, xin chào Đỗ Chiến. 495 triệu cho Vios G màu đen 2019 số tự động các bạn nhé. Và chiếc màu trắng thì 500 triệu. Nguyễn Đức Toàn ơi, Nguyễn Toàn Đức ơi, nhà chị đang có hai chiếc Innova, một chiếc 14 và một chiếc 16 đều số sàn bạn nhé. Còn đây là chiếc Toyota Rush 2020, đăng ký lần đầu tháng 7 năm 2020. Xin chào Dũng Đinh. 1.5 số tự động, 7 chỗ ngồi. Và giá chào bán là 625 triệu. Tiếp theo chiếc xe này 2014 này, Fortuner, máy dầu một cầu số sàn 2014 và giá chào bán là 625 triệu. Xin chào Lang Năm, xin chào tất cả các bạn, xin chào bạn Võ Xuân Trinh. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp đến 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668 các bạn nhé. Đây là hai số điện thoại của ông chồng nhà mình, Đinh Duy Hưng. Và khi các bạn gọi điện thì trực tiếp mà anh Đinh Duy Hưng sẽ tư vấn về xe cũng như là thương lượng với các bạn về giá cả và các thủ tục pháp lý liên quan. Bạn Nguyễn Văn Tưởng ơi, Innova 14 thì nhà mình đang chào 405, còn 16 thì 425 nhé. Vios 15, 16 số sàn nhà mình không còn, bạn Hồng 8 nhé. Hôm nay chỉ có một đôi Vios 2019 thôi. Xin chào Đình Thiệp. Đây là chiếc Vios 19 màu đen này. Thầy giáo Hà Giang đang mời lên chơi đấy. Tiếp theo chiếc này là Vios G 2019 các bạn nhé. Chiếc xe này màu trắng, số tự động bản G. Và giá chào bán là 500 triệu. Xin chào Nguyễn Khu, xin chào Đình Thiệp. Chào bạn là Lương Phú Quân nhá. Còn đây là chiếc xe Camry 2.5Q đời 2018 màu đen và đang mang biển Hà Nội, 930 triệu. Lương Phú Quân ơi, 30 tháng 4 về đi đến nhà bạn Đảng Hà Giang chơi đi Lương Phú Quân ơi. Xin chào Bùi Đình Trường An. Chiếc này là Camry 2009 các bạn nhé. Camry 2.4G 2009. Xin chào bạn Đỗ Khiêm. Một chiếc xe số tự động màu đen, biển Hà Nội 4 số, còn rất là đẹp. Camry 2009 và giá chào bán là 488 triệu. Xin chào em Dương Vịnh nhá. Em Dương Vịnh sắp xếp thời gian để về xem xe nhá. Xin chào Vũ Hoàng. Tiếp theo chiếc xe này là Honda CR-V đời 2015 màu titan,
bản full các bạn nhá, đang mang biển Hải Phòng. Giá chào bán là 700 triệu. Huy ra nhà mình đang có nhiều Fortuner mà. Fortuner đang có từ 2009. Hôm nay thì còn 2009 này, 2010 này. 2011 thì hôm nay vừa bán cho khách hàng Hà Giang còn đang ngồi kia nhá. 2013 còn màu bạc này thôi nhá. Santalex, anh Lang Năm muốn tìm Santalex vâng ạ. Em lưu ý nếu có thì em sẽ gọi. Chiếc này 2013, máy dầu một cầu số sàn, màu bạc và biển Thanh Hóa, giá chào bán là 600 triệu. Và còn chiếc 14 màu đen bên này mình vừa giới thiệu xong nhá. Đây là chiếc màu đen 2014 này, 625 triệu. Còn chiếc 11 thì vừa bán rồi, và một chiếc 2019 số tự động nữa kia thôi, hôm nay còn rất là ít ấy. Nhà mình mấy hôm vừa giờ bán rất là nhiều Fortuner các bạn nhé. Đây chiếc 13 này cũng rất là đẹp, bạn Huy ra nhé. Đấy, mình đang phát lên kênh trực tiếp thì đúng là có một người bạn ở Hà Giang đang nói chuyện với khách hàng của nhà mình nhé. Đấy, anh khách hàng Hà Giang đang nói chuyện với ông bạn là Nguyễn Mạnh Đảng của nhà mình xong. Các bạn ơi, đây tiếp tục là chiếc xe Mazda CX-5 nhé. Mazda CX-5, chiếc này là bản cao cấp 2.5 một cầu, màu đỏ và đang mang biển Thái Bình, giá chào bán là 820 triệu. Đây ạ, khách hàng ở Hà Giang của mình đây ạ. Tiếp tục giới thiệu với các bạn chiếc xe Atit nhá. Chiếc xe này là Atit 2017, màu đen 1.8 số tự động, một chủ sử dụng từ đầu, mới chạy chuẩn 4.3, chính xác 4.3 luôn các bạn nhé, vì xe này là của cô bạn thân nhà mình. Cô bạn thân của nhà mình nhờ bán hộ chiếc xe Atit 2017 1.8 số tự động màu đen, và giá chào bán là 600 triệu. Xin chào em Vũ Toàn nhá, xin chào Hà Hoàng. Chiếc xe này thì cam kết với các bạn là một chủ sử dụng từ đầu và cam kết công tơ chuẩn là 4.3, bởi vì chiếc xe này là của bạn thân nhà mình các bạn nhé. Cô bạn thân nhà mình nhờ bán hộ chiếc xe Atit này luôn. .8 số tự động màu đen. Hình như là hôm nay cái mắt cam của mình nó hơi bị mờ rồi nên là nhìn hình ảnh nó không được nét lắm các bạn ạ. Tiếp theo một mẫu máy dầu nữa, đó là chiếc xe Ford Everest. Máy dầu một cầu số sàn đời 2013, màu phấn hồng và đang mang biển Hà Nội, giá chào bán là 470 triệu. Xin chào bạn Mai Việt Cường. Em 11 này chuẩn bị lên đường nha. Xin chào trai bản, xin chào Lâm Vũ. Hôm nọ cũng hỏi xe để mua về Hà Giang mà bạn không còn. Đúng rồi, Nguyên Vũ, cảm ơn Nguyên Vũ nhá. Đây, hôm nay cái chiếc xe này mình cũng bán về Hà Giang đây. Bắc Mê Hà Giang đây, bây giờ em mới chuẩn bị lên đường, nhưng mà chắc là em ấy sẽ về Hà Nội nghỉ thôi, có người nhà ở Hà Nội và sáng mai thì em mới về Hà Giang. Một chiếc xe ít tiền các bạn nhé, Lacetti 2004. Lacetti bản số sàn 2004, màu bạc và cũng đang mang biển Hà Nội, chỉ 120 triệu thôi. Chiếc xe này mặc dù ít tiền nhưng mà không bị mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé, và máy còn rất là chất, đời nó sâu một chút thôi, thế nên là giá nó chỉ có 120 triệu. Xin chào Hiền Lê, xin chào Phạm Hưng, Lương Hưa, Đức Bùi và tất cả các bạn. Cảm ơn 13.000 khách hàng đang theo dõi kênh fanpage của ô tô Hương Oanh trên Facebook. Và rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ cho salon nhà mình các bạn nhé. Một chiếc xe Hyundai
trước mặt các bạn. Hyundai i10 2 đầu bản cao cấp số tự động các bạn nhé. Giá chào bán là 395 triệu. Cảm ơn Nguyên Vũ nhá, thế nào cũng có hôm bán xe được cho bạn. Xin chào Nguyễn Loan. i10 395 triệu bạn nhé. i10 2 đầu màu trắng, sản xuất 2019, mới chạy có 1 vạn 9 thôi. Đã được rút hồ sơ về tên nhà mình rồi. Và bây giờ nếu bạn nào mua thì chỉ cần một hợp đồng công chứng sang tên nữa là các bạn vào tên được, không cần phải chờ đợi hồ sơ nữa. Xin chào Nga Bình nhá. 395 triệu. Còn đây là Innova, nhà mình đang còn hai chiếc Innova 2014 thì màu bạc biển Hà Nội 405 triệu và 2016 thì màu vàng cát biển Thái Bình 425 triệu. Hôm nay chỉ còn một đôi Innova thôi các bạn nhé. Kiểu gì cũng có ếch ôm chuối Nguyên Vũ. Nhà mình thì gồm hai mặt đường đối diện với nhau các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp tục với các bạn những chiếc xe ở nửa đường bên kia. Một chiếc xe Altis nữa, sản xuất 2010, màu đen và đang mang biển Thái Bình, 1.8 số tự động, 395 triệu. Altis 2010 các bạn nhé. Còn đây là xe Camry 2002, Camry số sàn 2002, màu đen cũng đang mang biển Thái Bình, 265 triệu. Xin chào Nguyên Khánh. Honda CRV, chiếc này đời sâu một chút, 2009 thôi. Honda 2009, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ, màu đen và đang mang biển Hải Phòng. Giá chào bán là 410 triệu. Kia Morning 2019, màu trắng số sàn các bạn nhé. Màu trắng số sàn, chiếc xe này được độ một bộ vành rất là điệu đà, hầm hố các bạn nhé. 275 triệu cho Morning 2019 màu trắng số sàn. Trong đây mình còn một chiếc xe Camry đời sâu nữa, đó là chiếc Camry 3.0 nhập khẩu Mỹ bản XLE, số tự động màu xám và đang mang biển Hải Dương. Giá chào bán là 270 triệu. Và một chiếc xe bán tải Colorado máy dầu một cầu số tự động 2018 nhập Thái Lan, mới chạy 2 vạn 3 thôi các bạn nhé. 540 triệu. Chiếc bán tải này thì đang chờ rút hồ sơ. Colorado 2018 các bạn nhé. Các bạn đang xem video trực tiếp của Salon ô tô Hưng Oanh Thái Bình. Xin chào Đỗ Quang. Và hôm nay thì mình lên sóng muộn một chút. Bình thường thì mình phát trực tiếp vào lúc 7 rưỡi đến 8 giờ tối để giới thiệu sơ qua với các bạn những chiếc xe đang được bày bán tại Salon nhà mình. Nhưng tại vì hôm nay có một khách hàng tận trên Hà Giang xuống mua xe muộn nên là bây giờ mình mới lên sóng được. Địa chỉ của nhà mình là nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc thị tứ Đồng Bằng, An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Cách cầu 1.500 km và cách thành phố Thái Bình 22 km các bạn nhé. Tức là chỉ còn 5 cây nữa thì mình sang đến đất Hải Phòng rồi. Hai số điện thoại của nhà mình là 0989 168 999 hoặc là 0988 266 668. Xin chào Nguyễn Chính. Và khi xem được video này, các bạn làm ơn hãy chia sẻ bài viết, chia sẻ thông tin quảng cáo và giới thiệu đến anh chị em bạn bè người thân, giúp nhà mình ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Vì salon nhà mình thì bán xe cam kết với các bạn là xe không lỗi, không đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc còn nguyên zin. Tuy nhiên cũng chia sẻ với các bạn là giá xe của nhà mình luôn ở mức giá cao so với các đơn vị khác. Nếu các bạn chấp nhận chi thêm từ 1 đến vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng thì các bạn hãy liên lạc đến salon ô tô Hương Anh.
Và nhà mình có dịch vụ ship xe toàn quốc. Nếu các bạn ở xa thì có thể mua bằng hình thức online. Các bạn chỉ cần xem xe, thống nhất giá cả và đặt cọc thì mình sẽ rút hồ sơ về tên các bạn và mang xe đến tận nơi. Khi nào nhận được xe và kiểm tra thấy đúng như cam kết thì các bạn mới phải thanh toán nốt phần tiền còn lại. Còn là các bạn thấy không đúng như cam kết, phát hiện xe lỗi thì các bạn sẽ được hoàn lại không thiếu một đồng các bạn nhé. Đến đây thì mình xin dừng video trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.